Trong những sách đó thì các em tìm ra những kiến thức, những cái mới, những cái hay, những cái tốt đẹp để rồi các em áp dụng vào cuộc sống và trong học tập để các em hướng tới tương lai mình một cách tốt đẹp hơn. Là em rất vui sướng khi được tham gia cái chương trình này cùng các anh chị, bởi vì chương trình này giúp các em hiểu rõ về những cuốn sách hơn và có thể đọc nhiều cuốn sách hơn nữa. Em cảm thấy chương trình này rất là bổ ích vì đã cung cấp thêm nhiều